Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Xin đừng sáp nhập, xin đừng đổi tên. Báo Tiếng Dân ngày 3 tháng 8 có bài bình luận của tác giả Hiệu Minh về tình trạng sáp nhập, đổi tên ở Việt Nam. Và đây là hình bài viết trên Tiếng Dân. Chuyện quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập đang nóng trên mạng, nhưng tôi có niềm tin sắt đá rằng Hoàn Kiếm cũng như Ba Đình sẽ không bao giờ thay đổi. Hồi mới sang Washington DC năm 1995, cảm giác ban đầu tôi thấy thủ đô Mỹ bé bằng cái lỗ mũi, chả bằng Hà Nội nhà mình, nuốt cả Hà Tây và cắt Hòa Bình. Thời lập quốc, Bộ Chính trị Mỹ đã cắt một ít của cô gái còn trinh Venetia và góc tam giác của nàng Mary Maryland thành các hình vuông 10 mai nhân 10 mai, tức 16 km nhân 16 km, và gọi đó là thủ đô Washington DC. Ở giữa có hai con sông Potomac và Anacostia chạy qua tha hồ lắm nước. Sau này, phần Arlington bị cắt trả về Venetia do muốn xây nhà cao tầng nên DC từ vuông thành méo kiểu cái quạt của Hồ Xuân Hương. Hơn 200 năm qua, chưa bao giờ Quốc hội Mỹ cho phép mở rộng để đua với Hà Nội to đùng. Dân số thủ đô Hoa Kỳ khoảng 1 triệu, hầu hết là da màu. Nhưng vào ngày làm việc, khoảng 800.000 dân tinh hoa từ Maryland và Venetia đổ vào làm việc, hết giờ lại về quê, nên buổi tối thủ đô Mỹ im phăng phắc. Tách, nhập, mở rộng, đổi tên, gây bao hệ lụy cho dân, cho nên Hoa Kỳ có kiểu đặt tên phố theo vần ABC 123 và tên người thông dụng như Andrew, James, kèm theo hướng đông, tây, nam, bắc, vô hồn nhưng thực dụng. Họ hạn chế dùng tên người nổi tiếng cho các thành phố hay đại lộ, tránh màu sắc chính trị trên đường. Tên phố đã đặt là không làm lại biển một lần nào nữa. Zip code phân ranh giới không bao giờ được đổi. Mỗi quận, mỗi bang có một số zip code không thay đổi từ thời lập quốc. Chả là hôm nay nhân dân cho rằng anh Adam X có công với nước nên cố tìm bằng được một phố để đặt tên. Bao nhiêu giấy tờ, địa chỉ, hộ khẩu, sổ đỏ, chứng minh thư của dân đều liên quan đến phố đó. 10 năm sau, đám con cháu phát hiện Adam X là kẻ trộm cắp. Thế là tên bị xóa, kéo theo bao hệ lụy. Hàng chục triệu dân phải thay lại địa chỉ, thay lại chứng minh thư, rồi cơ sở dữ liệu, làm lại sổ đỏ. Đâu phải câu chuyện đổi tên trên tờ giấy A4 là xong. Nước mình đang trong quá độ tiến lên 4.0, quản lý dân cư thông qua bỏ hộ khẩu, cải tiến căn cước công dân, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, nghe nói sắp được hoan hô, chỉ còn vài bất cập nữa là xong. Nghị định chính phủ về chứng minh nhân dân đã xác định mỗi công dân chỉ được cấp một số chứng minh nhân dân riêng, nhưng trong thực tế, kha khá công dân có nhiều chứng minh thư, căn cước công dân. Và đây là hình giấy tờ đổi liên tục làm người dân mệt mỏi. Ai có chứng minh thư cũ gồm 9 số, có vân tay, được cấp từ sau năm 1975 thì rất nhiều tài sản ăn theo số chứng minh thư này như sổ đỏ, sổ hộ khẩu, giấy kết hôn, mã số thuế, hộ chiếu, sổ tiết kiệm, số tù của vụ giải cứu, kể cả giấy báo tử. Bỗng một hôm, ta thích thì ta đổi tên, tỉnh, tên huyện, tổ thành nhóm, xã thành phường, tách nhập. Tôi có nguyên quán là huyện Gia Khánh, tức Ninh Bình, xa nhà hơn chục năm, về quê mới biết huyện đã đổi thành Hoa Lư. Đổi chứng minh thư sang căn cước công dân vẫn cần nguyên quán, thế là tôi có hai nguyên quán. Ai đảm bảo 20 năm nữa, người ta còn nhớ Gia Khánh là Hoa Lư, hay chừng nhập huyện với Nho Quan đố đoán được. Sổ đỏ được đăng ký theo số chứng minh thư cũ nên dù đã làm căn cước công dân 12 số gắn chip nhưng mỗi lần giao dịch phải trưng cả hai. Chưa kể căn cước công dân chưa gắn chip tôi vẫn giữ, mất cái này còn cái kia. Trong ví tôi luôn có ba cái: chứng minh thư, căn cước công dân. Vì sợ công an hỏi, đăng ký xe theo căn cước công dân và bằng lái xe theo chứng minh thư, dù đã cắt gốc, không chứng minh được hai thứ là một. Hộ khẩu của tôi được ghi chú
thay đổi địa chỉ dù hộ khẩu được khai tử, nhưng thử hỏi đi giao dịch dân sự không có hộ khẩu thì liệu có xong không? Bao nhiêu thông tin cá nhân đi theo địa chỉ, số chứng minh thư, căn cước công dân. Thế mà bố thích là bố đổi thôi, không hề nghĩ đến dân méo mặt vì giấy tờ. Cái vụ chứng minh thư 9 số và căn cước công dân 12 số cũng đã loạn lên. Lẽ chỉ cần 9 số là đủ cho 999 triệu dân, nhưng lại thích 12 số vì bên nước ngoài họ làm thế. Bỏ đi 90 triệu số chứng minh thư cũ để làm lại từ đầu cho 12 số mới. Để có 4.0, rồi cái gì cũng muốn đưa vào chip quản cho hiện đại. Cơ sở dữ liệu dân cư chưa xong, giờ lại tách nhập. Hôm nay nghe sát nhập mà kinh, gần 100 triệu dân Việt Nam cả đời đi làm lại giấy tờ vì ai đó thích. Xin hỏi, các vị định hành dân đến bao giờ nữa đây? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Xin đừng sát nhập, xin đừng đổi tên. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Chính quyền Thủ Thiêm phá nhà tạm của dân oan. Theo RFA ngày 3 tháng 8, chính quyền thành phố Thủ Đức cho quân đi phá những ngôi nhà tạm của dân oan Thủ Thiêm. Và đây là hình RFA đưa tin. Hồi đầu tháng 7, sau nhiều lần lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh không giữ lời hứa giải quyết khiếu nại của dân, gần 100 người Thủ Thiêm đã quyết định quay trở về dựng nhà tạm trên khu đất cũ của mình, nằm ở khu vực phía Bắc thuộc phạm vi 5 khu phố, 3 phường. Người dân khẳng định khu vực này nằm ngoài ranh quy hoạch nhưng vẫn bị chính quyền cưỡng chế thu hồi. Nhưng những người dân oan Thủ Thiêm nói rằng chính quyền thành phố Thủ Đức đã đến giật sập các căn chòi tạm do bà con Thủ Thiêm cất lại trên đất của mình. Ông Thịnh, một người dân oan cho biết, chính quyền giật chòi của ông sập rồi lấy hết nồi cơm, bếp ga, bàn ghế của tôi và của các bà con dân oan Thủ Thiêm rồi chở đồ của chúng tôi đi hết. Ông Thịnh nói rằng ông về dựng lại chòi để buôn bán kiếm sống qua ngày. Từ đó, ông ngủ luôn tại chòi để giữ đồ, để phòng trộm cắp. Đến tối ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 7, ông Thịnh về nhà ngủ thì chính quyền thành phố Thủ Đức cho người xuống giật sập căn chòi này của ông. Cái chòi của tôi còn giữ được là do tôi ngủ lại cũng được mười mấy ngày. Còn mấy người kia cứ dựng lên đó rồi không có người ngủ lại là họ đi giật sập vào ban đêm, buổi khuya lúc từ 1 giờ đến 2 giờ sáng, rồi nó chở đồ đi, họ giật hết 3 căn. Lúc sáng tôi xuống tới thì tôi thấy nguyên một bãi tha ma, họ đã lấy đi hết đồ của tôi, không còn cái gì hết. Rồi hàng trăm người xuống, đứng với nhau như một hàng rào, khống chế, không cho chúng tôi vô. Ông Thịnh phẫn nộ cho biết, sau khi về dựng lại chòi, chính các lãnh đạo phường An Khánh, bao gồm cả chủ tịch và bí thư phường, có ký biên bản cho ông, hứa rằng sẽ không tháo dỡ, mà bây giờ họ lại nuốt lời. Sau đó, hơn chục người dân Thủ Thiêm kéo lên Ủy ban Nhân dân phường An Khánh để đòi lại tài sản thì được hứa là sẽ trả lại sau 5 ngày. Hiện nay, chính quyền thành phố Thủ Đức tiếp tục cho người canh gác, ngăn cản bà con về dựng lại nhà lần nữa. Theo RFA, vướng mắc hiện nay trong vụ khiếu kiện của người dân Thủ Thiêm thuộc 5 khu phố, 3 phường là nằm ở ranh quy hoạch. Trong khi người dân ở đây khẳng định khu đất của mình nằm ngoài ranh quy hoạch, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm thì chính quyền lại xác định khu đất này trong ranh, do đó việc thu hồi đất là đúng pháp luật. Và đây là hình nhà tạm của dân oan Thủ Thiêm. Người dân yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trưng bằng chứng, chứng minh khu đất này trong ranh quy hoạch, thì lãnh đạo thành phố viện lý do là mất bản đồ quy hoạch gốc. Sáng ngày 1 tháng 8, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đã báo cáo Thủ tướng là cuối tháng 7 sẽ ban hành đề án xử lý khiếu nại một số vụ việc nổi cộm, trong đó có vụ việc ở Thủ Thiêm. Đến quý 3,
cơ bản phải dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện. Người dân Thủ Thiêm cho biết, chỉ tính riêng ông Mãi, đây là lần thứ ba ông này hứa mà không thực hiện được. Ông Mãi đã hứa hai lần mà không giải quyết thì người dân mới làm ồn ào lên, thì ông mới giải quyết thêm cho những người đã lãnh tiền rồi, còn như tụi tôi thì họ không giải quyết. Bởi vậy cho nên người dân mới đứng lên, dựa theo lời hứa của ổng, người dân phải đòi lại nhà. Rồi ông Mãi mới hứa thêm lần này nữa là lần thứ ba, là trong quý ba này sẽ giải quyết dứt điểm, nhưng mà không biết có giải quyết hay không, cũng không tin tưởng lắm. Ông Thịnh cũng ngán ngẩm với lời hứa của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Bây giờ tôi không có tin lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì ông Mãi đã nói giải quyết dứt điểm vào tháng 6. Hồi đó là ông Phong cũng xin lỗi người dân, rồi cũng không giải quyết, rồi tới ông Nhân, về cũng khóc lóc mà toàn nước mắt cá sấu không à. Những người đó bây giờ làm mất lòng tin của nhân dân hết trơn rồi. Bây giờ chừng nào giải quyết được rồi thì bà con mới hay thôi, chứ bây giờ ông Mãi nói cũng không ai tin nữa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính quyền Thủ Thiêm phá nhà tạm của dân oan. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.